Thưa quý vị, vào mùa cuối năm, lượng hàng hóa đổ về các chợ, các siêu thị tăng cao nhằm đáp ứng yêu cầu mua sắm của người dân. Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, đây cũng là thời điểm rất dễ xảy ra hỏa hoạn tại các chợ, các trung tâm thương mại, siêu thị. Và nếu xảy ra hỏa hoạn, hậu quả để lại là vô cùng lớn cả về kinh tế cũng như sự an toàn tính mạng của người dân. Để đảm bảo an toàn tính mạng cũng như tài sản của khách tham quan, mua sắm, cũng như các đơn vị đối tác và của chính doanh nghiệp, công tác đảm bảo yêu cầu về phòng chống cháy nổ và cũng như nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống phát sinh được lãnh đạo các siêu thị, trung tâm mua sắm cũng như ban quản lý các chợ trên địa bàn đặc biệt quan tâm. Mùa cuối năm, lượng hàng hóa đổ về siêu thị các chợ với số lượng lớn hơn hẳn so với ngày thường. Bên cạnh đó, lượng khách hàng đến mua sắm cũng như sử dụng các dịch vụ tại các điểm này cũng tăng cao hơn. Theo thống kê của một số siêu thị, trung tâm mua sắm trên địa bàn tỉnh, mỗi ngày lượng khách đến các điểm này mua sắm giải trí lên đến hàng ngàn lượt người. Điều này không chỉ là thử thách đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách, mà còn là nỗi lo trong công tác phòng cháy chữa cháy. Bởi ý thức về phòng cháy chữa cháy của một bộ phận người dân cũng như chính những người buôn bán còn chưa cao. Chỉ một người không ý thức hoặc nhân viên lơ đãng khi tối muộn ra về, quên tắt công tắc, ngắt cầu giao điện trong kho hàng, quầy ăn uống cũng có thể dẫn đến chập điện, gây cháy nổ. Trong khi đó, theo khuyến cáo của cơ quan công an phòng cháy chữa cháy, các chợ siêu thị chính là những nơi có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cao nhất và khi xảy ra, thiệt hại về tài sản sẽ là vô cùng lớn. Bởi các mặt hàng trong chợ siêu thị thường là các chất dễ cháy, dễ bắt lửa. Chính vì điều này, công tác phòng cháy được đặt lên hàng đầu. Theo đó, để đảm bảo yêu cầu trong công tác phòng chống cháy nổ, ban quản lý các chợ siêu thị đều thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy như trang bị các bình chữa cháy bằng bột và khí, lắp đặt tại các khu vực dễ quan sát và dễ tiếp cận, đảm bảo hoạt động của các họng nước cứu hỏa hoạt động 24/24, thường xuyên tăng cường kiểm tra hoạt động của hệ thống máy bơm, máy phát điện trong tình huống khẩn cấp. Song song với việc trang bị hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của công tác phòng cháy chữa cháy, xác định con người chính là yếu tố quyết định quan trọng đến hoạt động phòng cháy chữa cháy, các chợ siêu thị còn đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao ý thức cũng như các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, người lao động đang làm việc tại đây. Ngoài việc tổ chức cho các nhân viên bán hàng, các tiểu thương tham gia các lớp huấn luyện về kỹ năng phòng cháy chữa cháy, ban quản lý các đơn vị còn chủ động yêu cầu các đơn vị, cá nhân buôn bán trong chợ, siêu thị tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng cháy chữa cháy như tự trang bị các bình chữa cháy mini tại gian hàng, kiểm tra các thiết bị gây nhiệt, tắt điện trước khi ra về, không nấu nướng trong các gian hàng buôn bán, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở chính các khách hàng tham gia mua sắm tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Theo đánh giá của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhờ sự chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy của chính đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, mà thời gian qua, tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, không xảy ra vụ việc đáng tiếc nào. Hàng ngày đều phát loa, nhắc nhở bà con trong công tác giữ gìn cái việc phòng cháy chữa cháy, ví dụ như là không thắp nhang thờ cúng trong khu vực chợ hay là khi rời khỏi quầy là phải tắt đèn, rồi là sử dụng hướng dẫn người ta cách câu mắc điện an toàn để tránh xảy ra chập cháy và thường xuyên đi kiểm tra nhắc nhở bà con là dọn dẹp lối đi an toàn để thoát hiểm và để hàng hóa không cần tắp lô điện. Điện và ga thì phải trong chế độ an toàn và khi mà nếu ở trong bếp thì phải kiểm soát được cái lượng ga mình sử dụng cũng như là kiểm soát được nếu mà không sử dụng ga thì phải tắt ngay đi. Còn đối với lượng điện thì thường sử dụng hàng ngày nhưng mà đối với các thiết bị dễ cháy nổ thì hạn chế sử dụng cũng như là không có mang tới trong quầy. Siêu thị Lotte Mart là một trong những đơn vị đã làm tốt công tác phòng chống cháy nổ trong thời gian qua. Siêu thị đã trang bị lắp đặt hệ thống máy bơm chữa cháy với 2 máy chính, 2 máy phụ và 1 máy bơm bù nước luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động và được kiểm tra định kỳ hàng ngày theo từng kiếp trực. Từ máy bơm, hệ thống phun nước tự động được lắp đặt tại tất cả các tầng lầu gắn với thiết bị phát hiện nhiệt và khói để có thể kích hoạt ngay khi có sự cố xảy ra. Tại các tầng, ban giám đốc siêu thị trang bị bình bột và khí chữa cháy bên cạnh các họng nước cứu hỏa tại các lối đi, các khu vực dễ nhìn thấy để có thể dễ dàng cơ động khi chẳng may có hỏa hoạn xảy ra. Mặt khác, để kịp thời phát hiện các sự cố xảy ra, công ty đã lắp đặt hệ thống camera quan sát ở tất cả các vị trí trọng yếu trong toàn bộ tòa nhà.
để khoanh vùng đám cháy, chống cháy lan, cũng như chia nhỏ đám cháy để dễ dàng xử lý khi có hỏa hoạn. Tại tất cả các tầng của siêu thị đều được lắp đặt hệ thống cửa chống cháy lan được làm bằng sắt, có khả năng tự kích hoạt khi phát hiện ra nguồn nhiệt hoặc nguồn khói. Để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới, thì để đảm bảo cho cái lượng khách đến siêu thị tham quan vui chơi, giải trí, thì cái công tác đảm bảo an toàn cho khách hàng đến Lotte Mart Vũng Tàu là rất là quan trọng. Thành ra là bắt đầu từ tháng 10 là ở siêu thị là có kế hoạch là về mặt huấn luyện trong cái tất cả các đội ngũ nhân viên mình về việc sử dụng được tất cả các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Cái thứ hai thì bên Lotte Mart Vũng Tàu cũng kết hợp với cơ quan phòng cháy chữa cháy thành phố Vũng Tàu để mà mình liên kết là diễn tập buổi sơ kết, để qua đó là mình có thêm nhiều cái kinh nghiệm để mà mình phục vụ cho vấn đề là khách hàng. Thì ngoài ra thì ở Lotte Mart Vũng Tàu cũng có định kỳ hàng tuần là hàng tháng mình là hướng dẫn tất cả các nhân viên để mà có một cái về mặt sơ cấp cứu, rồi về mặt hướng dẫn sử dụng bình, cái hướng dẫn các lối thoát hiểm thoát nạn. Thì mục tiêu của Lotte Mart Vũng Tàu là vấn đề là an toàn cho khách hàng, mình là phòng chống cháy nổ nó là quan trọng. Với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy, công tác hướng dẫn an toàn và yêu cầu đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ luôn được đơn vị quan tâm. Ngoài việc xây dựng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với hơn 20 thành viên, toàn bộ nhân viên khi vào làm việc tại trung tâm đều phải trải qua các lớp huấn luyện về an toàn cũng như các quy tắc về an toàn cần thực hiện. Để nhân viên hiểu rõ mức độ nguy hiểm nếu để xảy ra cháy nổ, hàng tháng trung tâm đều phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Vũng Tàu tổ chức các buổi huấn luyện diễn tập chữa cháy theo những tình huống giả định cụ thể phù hợp với thực tế của đơn vị. Với đặc thù là trung tâm mua sắm giải trí tổng hợp, ngoài khu vui chơi mua sắm Lotte Mart còn có 10 gian hàng ẩm thực, nhà hàng hoạt động từ sáng tới đêm. Chính vì vậy, yêu cầu về an toàn của các gian hàng ẩm thực này cũng được quan tâm. Ngoài việc thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu các đơn vị thuê địa điểm tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, đội an ninh của siêu thị còn thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng bình ga, bếp điện và các thiết bị gây nhiệt của các gian hàng này. Trong quá trình làm việc của mình ảnh hưởng trực tiếp đến cái nguy hiểm của nhân viên của mình, nên công ty sẽ thường xuyên mình huấn luyện cho các bạn về cách phòng chống cháy nổ, về cách phòng chống như xử lý như thế nào mà khi sự cố xảy ra. Khi sự cố cháy xảy ra thì tất cả nhân viên mình xử lý cơ sở, cái đội phòng chống cháy nổ cơ sở. Mình xử lý trước, xong rồi sau đó các ban ngành mình tới mình xử lý sau. Quan trọng là cái đội cơ sở mình biết cách mình xử lý trước. Thứ nhất là mình bảo vệ cái tính mạng cũng như là tài sản của công ty trước. Công tác phòng cháy chữa cháy tại các trung tâm thương mại chợ luôn là vấn đề được các địa phương, doanh nghiệp và người dân quan tâm, đặc biệt là vào dịp cuối năm, bởi không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn đe dọa đến tính mạng con người nếu sự cố xảy ra vào thời điểm có đông người đến mua sắm vui chơi. Và với sự quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ, siêu thị, trung tâm mua sắm không chỉ đem lại sự an toàn cho khách hàng mà cũng chính là sự đảm bảo an toàn về tài sản cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Cháy nổ, những vụ tai nạn do thiên tai, những sơ suất không ai xảy đến. Hãy gọi 114. Quý vị vừa theo dõi chương trình Bình yên cuộc sống, hạnh phúc mọi nhà. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.